Kanye bất ngờ lên tiếng khi dẫn đầu top 10 người đẹp nhất hành tinh 2018. Chuyên trang sắc đẹp Mixology tiếp tục tung ra bảng xếp hạng top 10 Timeless Beauty 2018 sau khoảng thời gian 10 ngày bình chọn. Đây là giải thưởng được khởi động từ năm 2004. Riêng 2018, ban tổ chức lựa chọn 112 người đẹp từ 5 cuộc thi Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Supreme National, Miss Earth. Trải qua khoảng thời gian bình chọn trên các trang mạng xã hội, Hồ Hèn Nhê đã vươn lên dẫn đầu top 10. Đây là thành tích đáng nể, chứng minh Hồ Hèn Nhê được lòng không chỉ công chúng trong nước mà cả bạn bè quốc tế. Ngay sau đó, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới để có thể biết rõ hơn về cảm xúc của cô gái ED. Cảm xúc của Hèn khi biết tin lọt vào top 10 Hoa hậu đẹp nhất 2018 là như thế nào? Lúc chưa là hoa hậu, mỗi lần đọc tin tức thấy danh sách Timeless Beauty của diễn đàn Mixology là Hèn lại ao ước, phải chi mình cũng có mặt trong danh sách này nhỉ? Nhìn các chị ai cũng đẹp, Hèn ngưỡng mộ lắm. Đến khi Hèn có mặt trong danh sách thì Hèn lại không dám coi tin tức. Thú thật là Hèn không nghĩ mình vào sâu đến vậy đâu. Không riêng Miss Universe mà còn có các người đẹp của 4 cuộc thi lớn khác nữa, nên Hèn có cảm giác giống như đây là một cuộc thi sắc đẹp All Star vậy. Cảm ơn Mixology rất nhiều và cảm ơn khán giả đã ủng hộ. Chúc mừng Hèn. Với số điểm dẫn đầu, Hèn có niềm tin vào một chiến thắng thuyết phục dành cho bản thân không? Hèn không biết nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Top 10 Timeless Beauty với Hèn là hạnh phúc rồi. Còn nếu chiến thắng giải thưởng này thì chắc Hèn sẽ mất ngủ mấy hôm luôn. Tất cả các cô gái trong top 10 đều xứng đáng. Riêng Việt Nam không chỉ có Hèn mà còn có cả Phương Khánh. Hy vọng những điều may mắn sẽ đến với cả hai. Được nhiều chuyên gia đánh giá cao như vậy, bản thân Hèn có kế hoạch gì cho thời gian sắp tới để đáp lại tình cảm của mọi người hay không? Hiện Hèn đang hướng bản thân theo hình ảnh của một hoa hậu truyền cảm hứng và vì cộng đồng, Hèn sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện mình đang triển khai, đồng hành cùng Room to Red và các hoạt động giúp đỡ trẻ em, phụ nữ và người nhiễm HIV. Bên cạnh đó, Hèn cũng muốn thử sức ở lĩnh vực khác mà Hèn xin phép được giữ bí mật, sẽ bật mí sau các bạn nhé. Tự hào Việt Nam, Hoa hậu Hồ Hèn Nhê lọt top 5 là sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2018. Nhan sắc Việt khẳng định vị thế trên bản đồ sắc đẹp thế giới, trong đó có Hồ Hèn Nhê là sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2018. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018. Theo đó, ở lĩnh vực văn hóa có 5 sự kiện được vinh danh, gồm ấn tượng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2018. Công viên địa chất non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Không gian nghệ thuật đương đại độc đáo tại nhà Quốc hội. Lần đầu xét tặng danh hiệu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, nhan sắc Việt khẳng định vị thế trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Theo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, năm 2018 được ghi nhận là năm có bước tiến vượt bậc của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Chuyên trang sắc đẹp uy tín quốc tế Global Beauty mới đây đã công bố danh sách 10 quốc gia có thành tích nổi trội trong năm 2018. Việt Nam lần đầu tiên được xếp hạng ở vị trí thứ 8 trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Vị trí này có được nhờ thành tích của các người đẹp Việt Nam đã nỗ lực hết mình khi tham gia tranh tài tại 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới năm 2018, gồm Hồ Hèn Nhê, Top 5 Miss Universe, Hoa hậu Hoàn vũ, Tiểu Vi, Top 30 Miss World, Hoa hậu Thế giới, Minh Tú, Top 10 Miss Supreme National, Hoa hậu siêu quốc gia, Phương Nga, Top 10 Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế, và lần đầu tiên, Việt Nam đạt được ngôi vị cao nhất tại một cuộc thi sắc đẹp có quy mô thế giới là Nguyễn Phương Khánh đã giành vương miện Miss Earth năm 2018, Hoa hậu Trái đất tổ chức tại Philippines. Cận cảnh cuộc sống đời thường giản dị của Hèn Nhê cùng buôn làng đốt lửa trại, múa cồng chiêng. Đêm hội buôn làng được dân làng tổ chức vào tối 7 tháng 1 để chúc mừng Hoa hậu Hồ Hèn Nhê lập kỳ tích lọt top 5 cuộc thi Miss Universe. Đêm hội quy tụ hàng trăm người dân ED và người Kinh tham dự. Hoa hậu Hồ Hèn Nhê cùng dân làng đốt lửa trại, giúp sưởi ấm bầu không khí lạnh giá của cao nguyên về đêm. Hoa hậu Hồ Hèn Nhê lễ phép bên một vị già làng khi chào hỏi người dân. Cô có một ngày dày đặc sự kiện với việc đến thăm Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện
và tham gia hội thao vào buổi chiều. Hoa hậu chỉ được nghỉ ngơi ít tiếng vào buổi chiều tối. Tiếp đó, Hờ Hênh Nhê cùng trẻ em và những người trẻ ở làng nhảy múa trong vũ điệu cồng chiêng rộn rã. Người dân ở buôn đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ, ca hát và chơi đàn truyền thống rất công phu để chào mừng Hoa hậu. Trẻ em Ê Đê mặc trang phục dân tộc truyền thống chụp ảnh cùng Hờ Hênh Nhê. Hoa hậu về quê khá thường xuyên, nhưng đây là một dịp đặc biệt. Lần đầu tiên cô về quê khi vào top 5 Hoa hậu Hoàng Vũ, nên gia đình cô có mở tiệc thiết đãi hàng xóm, người thân. Sau đó, Hờ Hênh Nhê dẫn đầu đoàn gồm các thiếu niên và giới trẻ nhảy múa xung quanh đám lửa trại để khuấy động không khí đêm hội. Trở về nhà, Hoa hậu trang điểm theo phong cách trẻ trung, gần gũi. Một năm sau khi cô đăng quang Hoa hậu, ngôi nhà gỗ của gia đình cô ở buôn cũng không có nhiều thay đổi so với trước đây. Hờ Hênh Nhê dự định sửa nhà trước Tết để bố mẹ có chỗ ở khang trang hơn. Trước đó vào buổi chiều, Hờ Hênh Nhê đóng vai trò trọng tài và hạt náo viên trong ngày hội thao của buôn làng. Cô khuấy động đám đông bằng sự vui vẻ và hoạt bát của mình. Hoa hậu cổ vũ cuồng nhiệt cho cả hai đội trong màn kéo co rực lửa. Ngày hội thao diễn ra tại sân vận động ngay trước ngôi trường trung học cơ sở của buôn làng. Sân vận động nổi bật với màu đỏ ba xanh của Tây Nguyên. Bất cứ lúc nào, Hoa hậu cũng thể hiện tinh thần tràn đầy năng lượng. Cô tỏ ra thoải mái khi được trở về buôn làng của mình. Cô mô tả buôn làng như một nơi thân thuộc, nơi ai cũng quen biết và quan tâm đến nhau. Mặc dù vậy, với lịch trình dài đặc, đến tối muộn, Hờ Hênh Nhê cũng không giấu được sự mệt mỏi khi kết thúc một hành trình dài. Sau Hoa hậu Hoàng Vũ 2018, tên tuổi của Hờ Hênh Nhê trở nên nóng hơn và cô cũng rất đắt show. Hoa hậu Hờ Hênh Nhê có một câu chuyện cổ tích mang tên Nàng Hèn Tóc Ngắn. Khi chưa đăng quang Miss Universe Việt Nam 2017, Hờ Hênh Nhê dường như là cái tên chìm nghiễm giữa bao cái tên trong showbiz Việt. Cô gái người Ê Đê với mái tóc tém, làn da nâu giòn không hề nổi bật, vẫn cứ cố gắng từng ngày giữa showbiz trùng trùng điệp điệp. Và Hờ Hênh Nhê chạm ngõ làng giải trí với vai trò người mẫu. Không thành danh ở một sân chơi người mẫu và bước ra khỏi chương trình, cô nàng cũng tiếp tục trở thành một người vô danh. Người ta chỉ nhắc đến một nàng mẫu người Ê Đê với mái tóc tém và chắc gì người ta đã nhớ tên cô. Và quyết định phục thù, Hờ Hênh Nhê trở lại sân chơi Miss Universe Việt Nam 2017 để tham gia hành trình tìm người tham gia tranh đấu tại Miss Universe 2018 tại Thái Lan. Và chiếc vương miện đã chào đón cô như một vị chủ nhân đích thực giờ mới gặp. Hờ Hênh Nhê từng chia sẻ, khi tôi đăng quang có rất nhiều ý kiến khác nhau, thế nhưng tôi luôn là một cô gái sống lạc quan, không nhất thiết chỉ vì những ý kiến đó mà phải chùng chân. Tôi luôn tự động viên mình cố gắng và không ngừng thay đổi bản thân. Ý kiến trái chiều là thế, thế nhưng Hờ Hênh Nhê là chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ danh giá thì không có ai có thể phủ nhận. Từng chia sẻ rằng bước tới Miss Universe Việt Nam, Hờ Hênh Nhê chỉ muốn tìm kiếm một cơ hội. Thế nhưng khi đội trên đầu chiếc vương miện rồi, cô chỉ có một trái tim luôn hướng về cộng đồng. Nàng hậu tóc tém đã quyết định dùng số tiền thưởng của mình để phục vụ công tác thiện nguyện. Cô nhận thấy rằng trên một cương vị mới, mình đã trở nên điềm đạm và biết lắng nghe hơn bao giờ hết. Và Hênh Nhê trở thành cái tên được nhiều người săn đón chỉ vì cô nổi bật và đặc biệt. Đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc danh giá nhất hành tinh, cô gái nhỏ bé của chúng ta đã cố gắng nhiều biết nhường nào. Thế nhưng nhiều người từng đánh giá cô rằng thiếu sức lửa và quá hiền khi tham gia một đấu trường nhan sắc cần sự máu chiến như Miss Universe. Người khen kẻ chê, người vui mừng thực sự, song cũng có người mỉa mai chê trách. Nhưng đáp lại những điều đó ta vẫn thấy nụ cười thường trực trên môi. Bởi với cô gái ED, nụ cười là điều tuyệt diệu, bởi sự sống của mọi người, còn hay mất, đều ở nụ cười. Suốt thời gian chinh chiến trên đất khách, Hờ Hênh Nhê ghi điểm tuyệt đối với những trang phục lộng lẫy, gợi cảm mà vẫn mang đậm âm hưởng dân tộc. Không những thế, nụ cười thường trực trên môi cùng tính cách thân thiện là những gì mà người ta nhớ về Hờ Hênh Nhê. Và có lẽ bánh mì, bộ quốc phục theo Hờ Hênh Nhê tại đấu trường nhan sắc này cũng gan lì, mạnh mẽ và đầy kiên cường như cô. Mấy ai biết được rằng Hờ Hênh Nhê tin rằng ước mơ có một chiếc bánh mì thật ngon thời cô còn khốn khó sẽ khiến nhiều người ấn tượng. Bánh mì cũng là cách mà nàng hậu tóc tém cảm ơn quá khứ, cảm ơn những khó khăn đã nuôi dưỡng ước mơ và cho cô được như ngày hôm nay. Sau đêm bán kết, Hờ Hênh Nhê dường như chiếm sóng mọi mặt trận. Không thể phủ nhận rằng lâu lắm rồi Việt Nam mới có một đề cử đến đấu trường nhan sắc thế giới, một đại diện nổi bật đến như vậy. Nhiều lời khen từ các chuyên gia sắc đẹp, các chuyên trang sắc đẹp danh giá đều dành cho cô. Và người hâm mộ có quyền tin tưởng rằng cô sẽ làm nên chuyện tại đấu trường này. Và rồi đến đêm chung kết, cái tên Việt Nam được 3 lần xướng tên khiến ai nấy đều vỡ òa. Tôi là Hờ Hênh Nhê, tôi là một người dân tộc thiểu số. Tôi đáng lẽ sẽ phải lấy chồng lúc 14 tuổi, nhưng không, tôi chọn giáo dục. Đứng tại đây,
Tôi muốn nói tôi làm được và bạn cũng có thể làm được. Câu nói truyền cảm hứng dành cho những ai đang thực sự nhục chí về tương lai của mình. Câu nói đã đánh thức mọi thứ để bây giờ Hohenje là tượng đài của sự kiêu hãnh và cố gắng. Và sau thành công của cô gái ED nhỏ bé, người ta vẫn tin rằng ở trong môi trường nào đi chăng nữa, nhân cách và nghị lực vẫn là thứ quyết định thành công của mỗi con người. Và trong chặng đường hơn 20 năm của cô gái nhỏ đã vẽ nên một câu chuyện cổ tích rất đổi nghị lực. Người ta gọi đó chính là câu chuyện cổ tích của nàng hèn tóc ngắn.